Quý chào, xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Bảy, 1 tháng 10 năm 2016. Chương trình phát hình của VATV được mở đầu với phóng sự Hội quân nhân Mỹ gốc Việt. Tiếp theo, trong phần 2 của chương trình là cuộc phỏng vấn giữa Destiny Nguyễn và nhà văn Trần Trung Đạo tại Studio SBTN DC. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự Hội quân nhân Mỹ gốc Việt do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Phường SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Vinh danh quá khứ, nhìn nhận hiện tại, khuyến khích tương lai, đó là chủ đề của đêm dạ tiệc của Hội quân nhân người Mỹ gốc Việt. Buổi chiều ngày 24 tháng 9 2016, các anh chị em của Hội quân nhân Mỹ gốc Việt đã có một buổi đoàn tụ tại khách sạn Marriott Fairview Park, Fortress, Virginia. Và đây là lần thứ hai buổi dạ tiệc đã được tổ chức tại vùng thủ đô Hoa Thành Đốn. Một đêm mà ba thế hệ đã từng mặc quân phục dưới một mái nhà, với chủ đề vinh danh quá khứ, nhìn nhận hiện tại và khuyến khích tương lai, với sự hiện diện của các quân binh chủng của 7 ngành. Đêm dạ tiệc đã được cử hành long trọng với sự có mặt về quân đội Hoa Kỳ, đã có sự tham dự của Trung tướng Thủy quân lục chiến hồi hưu Ron Christmas, Thiếu tướng lục quân hồi hưu Victor Hugo, Chuẩn tướng vệ binh tiểu bang Virginia Châu Lập Thể Flora và Chuẩn tướng thủy quân lục chiến William Seeley. Ông vừa được thăng chức vào tháng 9 2016. Về quân đội Việt Nam Cộng Hòa, với sự tham dự của Thiếu tướng Lê Minh Đảo và Chuẩn tướng Phạm Duy Tất, cùng với hơn 450 sĩ quan và quân nhân của quân lực Hoa Kỳ, quân nhân Mỹ gốc Việt và quan khách Mỹ Việt. Ngày 24 tháng 9 cũng là ngày Đại tá Mimi Phan đã nhận trách nhiệm là hội trưởng của Hội quân nhân Mỹ gốc Việt. Khi hỏi đến các anh chị em quân nhân Mỹ gốc Việt lý do tại sao gia nhập quân đội Hoa Kỳ, các anh chị em đều có một ý nghĩ: gia nhập quân đội Hoa Kỳ để tỏ lòng biết ơn đất nước đã cưu mang gia đình những ngày mới đến đặt chân lên nước Mỹ. Đặc biệt năm nay, em Châu Sắp Nguyễn của thành phố Tracy, California đã được học bổng để tưởng nhớ đến hạ sĩ Lê Ngọc Bình. Anh là người lính Mỹ gốc Việt đầu tiên hy sinh nơi chiến trường Iraq và số tiền học bổng là 10.000 Mỹ Kim. Khi mà đến dự cái buổi tiệc mà trao học bổng cho những cái em học sinh học giỏi mà mang tên Lê Ngọc Bình là đứa con trai của mình, thì đó là cái niềm hãnh diện, tại vì con mình đã mất rồi mà bao nhiêu người đều nhớ đến cái sự mà ra đi của đứa con mình. Sau đây là lời phát biểu của Thiếu tướng Lê Minh Đảo. Tôi có 3 điều thưa với các bạn đêm nay. Điều thứ nhất, trước một sự thành công mà có thể nói rằng là rất gian nổi, sáng chói, rực rỡ. Trong thời gian rất ngắn mà những đứa con yêu của Việt Nam, đứa con của những người tị nạn, có thể làm dễ dàng cho người cộng đồng khi các bạn đã thành công ở trong quân ngũ như ngày hôm nay. Cái điều đó tôi thành thật khen ngợi các bạn, nhưng tôi không lạ, tôi nói các bạn tôi không bao giờ tôi lạ về sự thành công các bạn. Thì các bạn biết sao không, việc ở trong cơ thể của các bạn có luôn luôn cái dòng máu anh hùng của dân tộc Việt Nam ở trong người. Có lúc các bạn thắng, có lúc bạn thua, có lúc chúng ta thành công, chúng ta thất bại. Tôi chỉ có một điều khuyên các bạn: khi vấp ngã chúng ta đứng dậy, vấp ngã chúng ta đứng dậy, đừng bao giờ đầu hàng. Thứ hai, đừng bao giờ mình là con thế hệ hai của những người Việt bị nạn. Đất nước mẹ mình hiện thời hiện đang đau khổ, rất nhiều các bạn ấy có thể bị đồng hóa bởi phương Bắc. Do đó, hãy để tổ quốc của nước mẹ mình trong trái tim của bạn mãi mãi. Thứ ba, cái tổ chức này, cái tổ chức người Mỹ gốc Việt, các bạn, tôi rất tự hào và tôi khen các bạn, những người nào đứng là sáng lập thế này.
và khi phỏng vấn chuẩn tướng thủy quân lục chiến William Seely. Trong các ngành binh chủng, xin chuẩn tướng cho biết ý nghĩ khi ông chọn binh chủng thủy quân lục chiến. Ông nói, lúc tôi còn nhỏ, thầy giáo tôi là người khuyến khích tôi vì thầy giáo tôi đã từng tham gia thủy quân lục chiến vào năm 1950. Thầy tôi nói, thủy quân lục chiến là một trong những đơn vị chiến đấu hàng đầu của quân lực Hoa Kỳ. Có lãnh đạo chỉ huy, kiến hiệu, tác chiến rất mạnh mẽ và lúc nào cũng đề cao các nhiệm vụ của mình khi được giao phó. Ngày hôm nay là rất là hân hạnh cho những người tị nạn Vietnamese American, tại vì cộng đồng của người Việt Nam của mình rất là giỏi, rất là hard worker, chịu làm cực, cho nên thành công rất là nhiều, cho nên rất là hân hạnh, rất là happy. Chris rất là surprise và cũng rất là happy. Tại vì hồi lúc mà chúng em tạo ra hội này nó chỉ là có 5 anh em thôi. Mà bây giờ theo em biết trong hồ sơ là 2.000, which means that cái lời là cái word của cái association này là nó bắt đầu nó trở thành rất là lớn chị. Thành ra em mong là mỗi năm qua cái hội sẽ increase in size, lớn lên mà có thể mạnh lên. Một cái lời nói cho không phải là cho mấy anh em trong quân đội không, mà cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Đầu tiên khi mà tôi đang phục vụ ở ngoài chiến trường Iraq á, năm 2006 thì có gặp thiếu tá hải quân Chris Phan ở bên đó, thì hai anh em lúc đó rất là thông cảm nhau và mừng, rất là mừng tại vì gặp được là người Việt Nam, người đồng hương cùng nói tiếng Việt với nhau mà gặp nơi chiến trường trên Iraq, một đất nước rất là xa xôi, nước Hoa Kỳ, thì chúng tôi rất là mừng. Thành ra lúc đó hai anh em có một cái ước mơ là khi về tới Mỹ thì mình sẽ ráng thành lập một cái hội quân nhân người Mỹ gốc Việt để giúp đỡ cho các anh em quân nhân người Mỹ gốc Việt được trao đổi, có một cái môi trường để mà trao đổi tâm sự chiến trường, giúp nhau được học hỏi để mà tiến tới trên con đường binh nghiệp ở nước Hoa Kỳ. Và một năm sau đó thì chúng tôi đi về lại Hoa Kỳ và cả may mắn là cả hai anh em đều ở Cali, thành ra mình đã mời những anh em người Mỹ gốc Việt khác lúc đó và thành lập hội. Bích Phượng tường trình từ Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, Fortress, Virginia. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Thân hữu Liên đoàn Hướng đạo Potomac và đội túc cầu GG Việt Maryland trân trọng kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh tham dự dạ tiệc và dạ vũ. Gây quỹ giúp các em hướng đạo Liên đoàn Potomac tham dự trại hợp bạn Thẳng Tiến 11 vào năm 2018. Chương trình được tổ chức tại nhà hàng New Fortune Maryland vào ngày thứ Bảy 3 tháng 12 năm 2016, lúc 6 giờ chiều. Để giữ vé, xin gọi anh Thanh Nguyễn 314-503-0575, 314-503-0575. Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng vì sao ghế massage của Luraco được gọi là vật lý trị liệu số 1 trên thế giới? Kính thưa quý vị, khoa nghiên cứu về stress của trường đại học Weber State University của tiểu bang Utah đã dùng chiếc ghế massage i7 của Luraco để kiểm tra trên 521 sinh viên. Kết quả trung bình là về mức độ stress trước khi sử dụng ghế i7 là 4.3, nhưng sau khi sử dụng chỉ còn là 2.4. Những đau nhức liên quan đến stress trước khi sử dụng ghế là 2.1 và sau khi sử dụng ghế là 1.1. Về huyết áp, trước khi sử dụng ghế i7 là 114/76, nhưng sau khi sử dụng ghế chỉ còn 110/73. Về nhịp tim, trước khi sử dụng ghế là 76, nhưng sau khi sử dụng ghế chỉ còn là 70. Đây là bằng chứng khoa học về tính năng vật lý trị liệu của ghế massage Luraco. Really, really impressive. The students... Thật là ấn tượng. Sinh viên rất thích ghế này. Tôi thấy nhịp tim trước là cao thế này, sau là thế này, áp huyết trước là thế này, sau là thế này, stress trước là thế này, sau là thế này. Kết quả thật rõ ràng. Minh Auto Repairs, nơi sửa xe của người Việt, được dựng lên và nuôi dưỡng bởi thân hữu và khách hàng. Công ty của người Việt đã phục vụ quý đồng hương trên 35 năm trong vùng Hoa Thịnh Đốn.
Professional Auto Body đảm trách các dịch vụ Auto Body Shop, định giá trước cho bảo hiểm xe của quý vị. Tận tâm, chính xác, nhanh chóng, miễn phí. Body Works và Sơn. Min Auto Repairs nhận sửa tất cả loại xe Mỹ và ngoại quốc, bán mua tất cả loại xe cũ, bảo đảm 1 năm. Giới thiệu chương trình xe mới Hyundai với giá hợp thời trang và vừa túi tiền, warranty 10 năm hoặc 100.000 miles cho xe Hyundai mới. Xin liên lạc anh Minh, Professional Auto Body, 619 Burnside Place, Alexandria, Virginia 22304, giờ làm việc thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, thứ Bảy, 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Thần Tài Seafood đã tổ chức hơn 3.000 buổi tiệc để phục vụ cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn suốt hơn 30 năm qua. Chúng tôi nhận đặt tiệc cưới, sinh nhật, ra trường, họp mặt hội đoàn, nhận đặt catering với giá rẻ và thức ăn ngon. Điểm sắm mở cửa 7 ngày mỗi tuần, thứ Hai đến thứ Sáu, 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thứ Bảy đến Chủ nhật, 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Blue Crab House bắt đầu sau 3 giờ chiều, chúng tôi có blue crab, crawfish cùng nhiều món hải sản khác, đặc biệt có món cua rang, muối tiêu bơ, ngon và rẻ. Chủ nhân kính mời. Tại Sajuri, chúng tôi có sửa chữa nữ trang thâu, mua vàng vụn, thay pin đồng hồ, dịch vụ cầm đồ, bán quà lưu niệm, gửi tiền và quà cáp về Việt Nam, sửa vi tính máy in, máy copies, máy fax. Tận tâm, uy tín, an toàn, nhanh lẹ. Chúng tôi có cho thuê mặt bằng để làm văn phòng khai thuế, bán vé máy bay hoặc làm các loại nghề. Tại Sajuri and Supply đó, địa chỉ số 2 Professional Drive, phòng 216, Gaithersburg, Maryland 20879. Điện thoại 301-947-0838. 301-947-0838. 301-366-9381. 301-366-9381. Tiệm nằm trên đường 355 North Frederick Road, gần Salvation Army và 7-Eleven, gần văn phòng bác sĩ Trực Nguyễn. Tiệm nằm ở phía ngoài lộ đường chính. Xin kính mời quý đồng hương. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941-301-9251, 941-301-9251.